50. Phẩm phương tiện thiện xảo. Lúc bấy giờ, cổ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển ấy thành tựu nhóm công đức to lớn thù thắng. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển ấy thành tựu nhóm công đức vô lượng thù thắng. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển ấy thành tựu nhóm công đức vô biên thù thắng. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển ấy thành tựu nhóm công đức vô số chẳng thể nghĩ bàn. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển ấy, nhóm công đức thù thắng rộng lớn vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm khó nghĩ bàn. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy đã chứng đắc trí rộng lớn vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm khó nghĩ bàn, khác với trí thanh văn và độc giác. Đại Bồ Tát ấy an trụ trong trí này, biểu hiện bốn sự hiểu biết thông suốt thù thắng. Do bốn sự hiểu biết thông suốt thù thắng này mà trời, người, A Tố Lạc vân vân trong thế gian không có thể vấn nạn, làm cho trí tuệ biện tài của Bồ Tát này đạt đến chỗ cùng tận. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có thể nói các hành trạng tướng của Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển cả hằng hà sa kiếp, do sự trình bày các hành trạng tướng này mà làm rõ sự thành tựu các loại công đức thù thắng của Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển. Cúi xin Như Lai ứng chánh đẳng giác, vì Bồ Tát mà nói chỗ sâu xa khiến các Bồ Tát an trụ trong đó, để có thể tu bố thí ba la mật đa mau được viên mãn, có thể tu tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa để mau được viên mãn, có thể an trụ pháp không nội để mau được viên mãn, có thể an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, để mau được viên mãn. Có thể an trụ chân như để mau được viên mãn, có thể an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ để mau được viên mãn. Có thể tu bốn niệm trụ để mau được viên mãn, có thể tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để mau được viên mãn. Có thể an trụ thánh đế khổ để mau được viên mãn, có thể an trụ thánh đế tập diệt đạo để mau được viên mãn, có thể tu bốn tịnh lự để mau được viên mãn, có thể tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc để mau được viên mãn, có thể tu tám giải thoát để mau được viên mãn, có thể tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để mau được viên mãn, có thể tu pháp môn giải thoát không để mau được viên mãn, có thể tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để mau được viên mãn, có khả năng tu bậc cực hỷ để mau được viên mãn, có thể tu bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân để mau được viên mãn, có thể tu năm loại mắt để mau được viên mãn, có thể tu sáu phép thần thông để mau được viên mãn, có thể tu pháp môn tam ma địa để mau được viên mãn, có thể tu pháp môn đà la ni để mau được viên mãn, có thể tu mười lực Phật để mau được viên mãn, có thể tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để mau được viên mãn, có thể tu pháp không quên mất để mau được viên mãn, có thể tu tánh luôn luôn xả để mau được viên mãn, có thể tu trí nhất thiết để mau được viên mãn, có thể tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để mau được viên mãn. Phật dạy: Này thiện hiện, hay thay, hay thay, nay ông mới có thể vì các Bồ Tát mà hỏi chỗ sâu xa khiến các Bồ Tát an trụ trong đó, tu hành công đức mau được viên mãn. Này thiện hiện, chỗ sâu xa đó là không vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô diệt, tịch tịnh, niết bàn, chân như, pháp giới, pháp tánh, thật tế, các pháp như thế là chỗ sâu xa. Này thiện hiện, tên của chỗ sâu xa đã nói như vậy đều chỉ rõ niết bàn là chỗ sâu xa. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải chỉ có niết bàn mới gọi là sâu xa, hay còn các pháp khác cũng gọi là sâu xa?
Phật dạy, này thiện hiện, tất cả các pháp khác cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, sắc cũng gọi là sâu xa, thọ tưởng hành thức cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, nhãn xứ cũng gọi là sâu xa, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, sắc xứ cũng gọi là sâu xa, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, nhãn giới cũng gọi là sâu xa, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, sắc giới cũng gọi là sâu xa, thanh hương vị xúc pháp giới cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, nhãn thức giới cũng gọi là sâu xa, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, nhãn xúc cũng gọi là sâu xa, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng gọi là sâu xa. Các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng gọi là sâu xa. Thiện hiện, địa giới cũng gọi là sâu xa, thủy hỏa phong không thức giới cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, vô minh cũng gọi là sâu xa, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa cũng gọi là sâu xa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, pháp không nội cũng gọi là sâu xa, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, chân như cũng gọi là sâu xa, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, bốn niệm trụ cũng gọi là sâu xa, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, thánh đế khổ cũng gọi là sâu xa, thánh đế tập diệt đạo cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, bốn tịnh lự cũng gọi là sâu xa, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, tám giải thoát cũng gọi là sâu xa, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không cũng gọi là sâu xa, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, bậc cực hỷ cũng gọi là sâu xa, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, năm loại mắt cũng gọi là sâu xa, sáu phép thần thông cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, pháp môn tam ma địa cũng gọi là sâu xa, pháp môn đà la ni cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, mười đức Phật cũng gọi là sâu xa, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, pháp không quên mất cũng gọi là sâu xa, tánh luôn luôn xả cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, quả dự lưu cũng gọi là sâu xa, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, quả vị độc giác cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, trí nhất thiết cũng gọi là sâu xa, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng gọi là sâu xa. Này thiện hiện, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng gọi là sâu xa. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao sắc cũng gọi là sâu xa, vì sao thọ tưởng hành thức cũng gọi là sâu xa, bạch Thế Tôn, vì sao nhãn xứ cũng gọi là sâu xa, vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng gọi là sâu xa, bạch Thế Tôn, vì sao sắc xứ cũng gọi là sâu xa, vì sao thanh hương vị xúc pháp xứ cũng gọi là sâu xa, bạch Thế Tôn, vì sao nhãn giới cũng gọi là sâu xa, vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng gọi là sâu xa, bạch Thế Tôn, vì sao sắc giới cũng gọi là sâu xa, vì sao thanh hương vị xúc pháp giới cũng gọi là sâu xa, bạch Thế Tôn, vì sao nhãn thức giới cũng gọi là sâu xa, vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng gọi là sâu xa, bạch Thế Tôn, vì sao nhãn xúc cũng gọi là sâu xa, vì sao nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng gọi là sâu xa, bạch Thế Tôn, vì sao các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng gọi là sâu xa, vì sao các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng gọi là sâu xa.
Bạch Thế Tôn, vì sao địa giới cũng gọi là sâu xa? Vì sao thủy hỏa phong không thức giới cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao vô minh cũng gọi là sâu xa? Vì sao hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao bố thí ba la mật đa cũng gọi là sâu xa? Vì sao tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao pháp không nội cũng gọi là sâu xa? Vì sao pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như cũng gọi là sâu xa? Vì sao pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao bốn niệm trụ cũng gọi là sâu xa? Vì sao bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao thánh đế khổ cũng gọi là sâu xa? Vì sao thánh đế tập diệt đạo cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao bốn tịnh lự cũng gọi là sâu xa? Vì sao bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao tám giải thoát cũng gọi là sâu xa? Vì sao tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao pháp môn giải thoát không cũng gọi là sâu xa? Vì sao pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao bậc cực hỷ cũng gọi là sâu xa? Vì sao bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao năm loại mắt cũng gọi là sâu xa? Vì sao sáu phép thần thông cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao pháp môn tam ma địa cũng gọi là sâu xa? Vì sao pháp môn đà la ni cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao mười lực Phật cũng gọi là sâu xa? Vì sao bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao pháp không quên mất cũng gọi là sâu xa? Vì sao tánh luôn luôn xả cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao quả dự lưu cũng gọi là sâu xa? Vì sao quả nhất lai bất hoàn A-la-hán cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao quả vị độc giác cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao trí nhất thiết cũng gọi là sâu xa? Vì sao trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng gọi là sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng gọi là sâu xa? Phật dạy, này thiện hiện, vì chân như của sắc sâu xa nên sắc cũng sâu xa, vì chân như của thọ tưởng hành thức sâu xa nên thọ tưởng hành thức cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của nhãn xứ sâu xa nên nhãn xứ cũng sâu xa, vì chân như của nhĩ tỷ thể thân ý xứ sâu xa nên nhĩ tỷ thể thân ý xứ cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của sắc xứ sâu xa nên sắc xứ cũng sâu xa, vì chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ sâu xa nên thanh hương vị xúc pháp xứ cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của nhãn giới sâu xa nên nhãn giới cũng sâu xa, vì chân như của nhĩ tỷ thể thân ý giới sâu xa nên nhĩ tỷ thể thân ý giới cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của sắc giới sâu xa nên sắc giới cũng sâu xa, vì chân như của thanh hương vị xúc pháp giới sâu xa nên thanh hương vị xúc pháp giới cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của nhãn thức giới sâu xa nên nhãn thức giới cũng sâu xa, vì chân như của nhĩ tỷ thể thân ý thức giới sâu xa nên nhĩ tỷ thể thân ý thức giới cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của nhãn xúc sâu xa nên nhãn xúc cũng sâu xa, vì chân như của nhĩ tỷ thể thân ý xúc sâu xa nên nhĩ tỷ thể thân ý xúc cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng sâu xa, vì chân như của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra sâu xa nên các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng sâu xa.
Này thiện hiện, vì chân như của địa giới sâu xa nên địa giới cũng sâu xa, vì chân như của thủy hỏa phong không thức giới sâu xa nên thủy hỏa phong không thức giới cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của vô minh sâu xa nên vô minh cũng sâu xa, vì chân như của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não sâu xa, nên hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của bố thí ba la mật đa sâu xa nên bố thí ba la mật đa cũng sâu xa, vì chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của pháp không nội sâu xa nên pháp không nội cũng sâu xa, vì chân như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh sâu xa, nên pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của chân như sâu xa nên chân như cũng sâu xa, vì chân như của pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ sâu xa, nên pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của bốn niệm trụ sâu xa nên bốn niệm trụ cũng sâu xa, vì chân như của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo sâu xa, nên bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của thánh đế khổ sâu xa nên thánh đế khổ cũng sâu xa, vì chân như của thánh đế tập diệt đạo sâu xa nên thánh đế tập diệt đạo cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của bốn tịnh lự sâu xa nên bốn tịnh lự cũng sâu xa, vì chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc sâu xa nên bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của tám giải thoát sâu xa nên tám giải thoát cũng sâu xa, vì chân như của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ sâu xa nên tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của pháp môn giải thoát không sâu xa nên pháp môn giải thoát không cũng sâu xa, vì chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện sâu xa nên vô tướng vô nguyện giải thoát môn cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của bậc cực hỷ sâu xa nên bậc cực hỷ cũng sâu xa, vì chân như của bậc vi cấu bậc phát quang bậc diệm tuệ bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tuệ bậc pháp vân sâu xa, nên bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của năm loại mắt sâu xa nên năm loại mắt cũng sâu xa, vì chân như của sáu phép thần thông sâu xa nên sáu phép thần thông cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của pháp môn tam ma địa sâu xa nên pháp môn tam ma địa cũng sâu xa, vì chân như của pháp môn đà la ni sâu xa nên pháp môn đà la ni cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của mười lực phật sâu xa nên mười lực phật cũng sâu xa, vì chân như của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp phật bất cộng sâu xa, nên bốn điều không sợ cho đến 18 pháp phật bất cộng cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của pháp không quên mất sâu xa nên pháp không quên mất cũng sâu xa, vì chân như của tánh luôn luôn xả sâu xa nên tánh luôn luôn xả cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của quả dự lưu sâu xa nên quả dự lưu cũng sâu xa, vì chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán sâu xa nên quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của quả vị độc giác sâu xa nên quả vị độc giác cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của trí nhất thiết sâu xa nên trí nhất thiết cũng sâu xa, vì chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng sâu xa nên trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của tất cả hạnh đại Bồ Tát sâu xa nên tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật sâu xa nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng sâu xa.
Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao chân như của sắc sâu xa, vì sao chân như của thọ tưởng hành thức sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của nhãn xứ sâu xa, vì sao chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của sắc xứ sâu xa, vì sao chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của nhãn giới sâu xa, vì sao chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý giới sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của sắc giới sâu xa, vì sao chân như của thanh hương vị xúc pháp giới sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của nhãn thức giới sâu xa, vì sao chân như của nhĩ tỷ thể thân ý thức giới sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của nhãn xúc sâu xa, vì sao chân như của nhĩ tỷ thể thân ý xúc sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra sâu xa? Vì sao chân như của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của địa giới sâu xa? Vì sao chân như của thủy hỏa phong không thức giới sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của vô minh sâu xa? Vì sao chân như của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của bố thí ba la mật đa sâu xa? Vì sao chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của pháp không nội sâu xa? Vì sao chân như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của chân như sâu xa? Vì sao chân như của pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của bốn niệm trụ sâu xa? Vì sao chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của thánh đế khổ sâu xa? Vì sao chân như của thánh đế tập diệt đạo sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của bốn tịnh lự sâu xa? Vì sao chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của tám giải thoát sâu xa? Vì sao chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của pháp môn giải thoát không sâu xa? Vì sao chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của năm loại mắt sâu xa? Vì sao chân như của sáu phép thần thông sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của pháp môn tam ma địa sâu xa? Vì sao chân như của pháp môn đà la ni sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của mười được Phật sâu xa? Vì sao chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của pháp không quên mất sâu xa? Vì sao chân như của tánh luôn luôn xả sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của quả dự lưu sâu xa? Vì sao chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của quả vị độc giác sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của trí nhất thiết sâu xa? Vì sao chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của tất cả hạnh đại Bồ Tát sâu xa? Bạch Thế Tôn, vì sao chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật sâu xa? Phật dạy, này thiện hiện, vì chân như của sắc chẳng phải là sắc, chẳng phải lìa sắc cho nên sâu xa. Vì chân như của thọ tưởng hành thức chẳng phải là thọ tưởng hành thức, chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của nhãn xứ chẳng phải là nhãn xứ, chẳng xa lìa nhãn xứ cho nên sâu xa. Vì chân như của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng phải là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng phải lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của sắc xứ chẳng phải là sắc xứ, chẳng phải lìa sắc xứ cho nên sâu xa. Vì chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải lìa thanh hương vị xúc pháp xứ cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của nhãn giới chẳng phải là nhãn giới, chẳng phải lìa nhãn giới cho nên sâu xa.
tỷ chân như của nhĩ tỷ thể thân ý giới chẳng phải là nhĩ tỷ thể thân ý giới, chẳng phải lìa nhĩ tỷ thể thân ý giới cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của sắc giới chẳng phải là sắc giới, chẳng phải lìa sắc giới cho nên sâu xa. Vì chân như của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải là thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng phải lìa thanh hương vị xúc pháp giới cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của nhãn thức giới chẳng phải là nhãn thức giới, chẳng phải lìa nhãn thức giới cho nên sâu xa. Vì chân như của nhĩ tỷ thể thân ý thức giới chẳng phải là nhĩ tỷ thể thân ý thức giới, chẳng phải lìa nhĩ tỷ thể thân ý thức giới cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của nhãn xúc chẳng phải là nhãn xúc, chẳng phải lìa nhãn xúc cho nên sâu xa. Vì chân như của nhĩ tỷ thể thân ý xúc chẳng phải là nhĩ tỷ thể thân ý xúc, chẳng phải lìa nhĩ tỷ thể thân ý xúc cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho nên sâu xa. Vì chân như của các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải lìa các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của địa giới chẳng phải là địa giới, chẳng phải lìa địa giới cho nên sâu xa. Vì chân như của thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải là thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải lìa thủy hỏa phong không thức giới cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của vô minh chẳng phải là vô minh, chẳng phải lìa vô minh cho nên sâu xa. Vì chân như của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng phải là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải lìa hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của bố thí ba la mật đa chẳng phải là bố thí ba la mật đa, chẳng phải lìa bố thí ba la mật đa cho nên sâu xa. Vì chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng phải là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng phải lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của pháp không nội chẳng phải là pháp không nội, chẳng phải lìa pháp không nội cho nên sâu xa. Vì chân như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thoáng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng phải là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, chẳng phải lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của chân như chẳng phải là chân như, chẳng phải lìa chân như cho nên sâu xa. Vì chân như của pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng phải lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của bốn niệm trụ chẳng phải là bốn niệm trụ, chẳng phải lìa bốn niệm trụ cho nên sâu xa. Vì chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của thánh đế khổ chẳng phải là thánh đế khổ, chẳng phải lìa thánh đế khổ cho nên sâu xa. Vì chân như của thánh đế tập diệt đạo chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải lìa thánh đế tập diệt đạo cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của bốn tịnh lự chẳng phải là bốn tịnh lự, chẳng phải lìa bốn tịnh lự cho nên sâu xa. Vì chân như của bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng phải là bốn vô lượng bốn định vô sắc, chẳng phải lìa bốn vô lượng bốn định vô sắc cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của tám giải thoát chẳng phải là tám giải thoát, chẳng phải lìa tám giải thoát cho nên sâu xa. Vì chân như của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ chẳng phải là tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ, chẳng phải lìa tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ cho nên sâu xa.
Này thiện hiện, vì chân như của pháp môn giải thoát không, chẳng phải là pháp môn giải thoát không, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát không cho nên sâu xa. Vì chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải là vô tướng vô nguyện giải thoát môn, chẳng phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của bậc cực hỷ, chẳng phải là bậc cực hỷ, chẳng phải lìa bậc cực hỷ cho nên sâu xa. Vì chân như của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng phải là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, chẳng phải lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của năm loại mắt, chẳng phải là năm loại mắt, chẳng phải lìa năm loại mắt cho nên sâu xa. Vì chân như của sáu phép thần thông, chẳng phải là sáu phép thần thông, chẳng phải lìa sáu phép thần thông cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của pháp môn tam ma địa, chẳng phải là pháp môn tam ma địa, chẳng phải lìa pháp môn tam ma địa cho nên sâu xa. Vì chân như của pháp môn đà la ni, chẳng phải là pháp môn đà la ni, chẳng phải lìa pháp môn đà la ni cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của mười lực Phật, chẳng phải là mười lực Phật, chẳng phải lìa mười lực Phật cho nên sâu xa. Vì chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của pháp không quên mất, chẳng phải là pháp không quên mất, chẳng phải lìa pháp không quên mất cho nên sâu xa. Vì chân như của tánh luôn luôn xả, chẳng phải là tánh luôn luôn xả, chẳng phải lìa tánh luôn luôn xả cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của quả dự lưu, chẳng phải là quả dự lưu, chẳng phải lìa quả dự lưu cho nên sâu xa. Vì chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán, chẳng phải là quả nhất lai bất hoàn a la hán, chẳng phải lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của quả vị độc giác, chẳng phải là quả vị độc giác, chẳng phải lìa quả vị độc giác cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của trí nhất thiết, chẳng phải là trí nhất thiết, chẳng phải lìa trí nhất thiết cho nên sâu xa. Vì chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng phải là tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng phải lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát cho nên sâu xa. Này thiện hiện, vì chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng phải là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng phải lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cho nên sâu xa. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền mà ngăn chặn các sắc, chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn thọ tưởng hành thức, chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền mà ngăn chặn nhãn xứ, chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền mà ngăn chặn sắc xứ, chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn thanh hương vị xúc pháp xứ, chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền mà ngăn chặn nhãn giới, chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền mà ngăn chặn sắc giới, chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn thanh hương vị xúc pháp giới, chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền mà ngăn chặn nhãn thức giới, chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền mà ngăn chặn nhãn xúc, chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền mà ngăn chặn các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền mà ngăn chặn địa giới, chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn thủy hỏa phóng không thức giới, chỉ rõ niết bàn.
Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn vô minh chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn bố thí ba la mật đa chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn pháp không nội chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn chân như chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn bốn niệm trụ chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn thánh đế khổ chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn thánh đế tập diệt đạo chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn bốn tịnh lự chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn tám giải thoát chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn pháp môn giải thoát không chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn bậc cực hỷ chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn năm loại mắt chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn sáu phép thần thông chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn pháp môn tam ma địa chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn pháp môn đà la ni chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn 10 lực Phật chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn pháp không quên mất chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn tánh luôn luôn xả chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn quả dự lưu chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn quả nhất lai bất hoàn a la hán chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn quả vị độc giác chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn trí nhất thiết chỉ rõ niết bàn, ngăn chặn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn tất cả hạnh Đại Bồ Tát chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chỉ rõ niết bàn. Bạch Thế Tôn, ngài dùng phương tiện rất là vi diệu, vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn tất cả pháp, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc cộng, hoặc bất cộng, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, chỉ rõ niết bàn. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy.
Đúng như ông đã nói, Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn các sắc chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn thọ tưởng hành thức chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn nhãn xứ chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn sắc xứ chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn nhãn giới chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn sắc giới chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn thanh hương vị xúc pháp giới chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn nhãn thức giới chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn nhãn xúc chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn địa giới chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn thủy hỏa phong không thức giới chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn vô minh chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn bố thí ba la mật đa chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn pháp không nội chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rút ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn chơn như chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn bốn niệm trụ chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn thánh đế khổ chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn thánh đế tập diệt đạo chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn bốn tịnh lự chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn bốn vô lượng, bốn định vô sắc chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn tám giải khát chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn pháp môn giải thoát không chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn bậc cực hỷ chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệu tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn năm loại mắt chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn sáu phép thần thông chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn pháp môn Tam Ma Địa chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn pháp môn Đà La Ni chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển mà ngăn chặn mười lực Phật chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chỉ rõ Niết Bàn.
Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn pháp không quên mất, chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn tánh luôn luôn xả, chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn quả dự lưu, chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán, chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn quả vị độc giác, chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn trí nhất thiết, chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn tất cả hạnh Đại Bồ Tát, chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn tất cả pháp hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc cộng hoặc bất cộng, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi, chỉ rõ Niết Bàn. Khế quyển thứ 328.